Romero Gacha, Shawler. Hotaro có lẽ sẽ tìm thấy người bạn của mình sau tập phim này. Giống như ông lão sở hữu Jamie đô vật, một đứa nhóc sở hữu Jamie cây xương rồng, một hình thể khá vô hại. Có lẽ nó muốn tìm kiếm một người bạn. Và tại sao nó lại biết nơi của Hotaro để tìm đến anh, nhằm giúp đỡ về vấn đề với Jamie. Có thể một trận chiến nào đó, đứa nhóc đã nhìn thấy Hotaro sử dụng những Jamie để hóa thành Curve Raider, nên nó đến tìm anh để đưa cho nó lời giải quyết. Không phải chỉ có Hotaro tại cửa hàng của mẹ anh, mà còn có cả những người bạn tại hội giả kim thuật. Đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải khi tất cả mọi người đều chứng kiến một đứa nhóc đang sở hữu Jamie. Và đây là việc cấm kỵ khi con người sở hữu những Jamie như thế này. Và với tình cảm đứa nhóc dành cho Jamie xương rồng, Hotaro sẽ có một quá trình vô cùng dài để tìm hiểu về đứa nhóc và tại sao nó lại yêu quý Jamie này tới như vậy. Những hình ảnh khác trong đoạn trailer, Varad có lẽ đã có cuộc nói chuyện với tổng bộ của giả kim thuật sư. Họ sẽ đưa một quyết định gì đó khiến anh ta thể hiện vẻ mặt như thế này, hoặc có lẽ sẽ nhận được thông tin về Makurama tấn công. Còn về phần Kudo, cô ấy đang nói chuyện với người chị cả trong ba chị em bóng tối. Có lẽ cô ta cũng thấy được phần bóng tối từ người của Kudo. Với việc một giả kim thuật sư đã từng chuyển hóa thành Makram, có lẽ Kudo sẽ là một vật phẩm vô cùng thích hợp, một vật phẩm chất lượng hơn tên thất bại kia nhiều. Và cuối cùng trong đoạn trailer là Firm Hope Nikdo kết hợp từ cây xương rồng cũng như loài chim ưng. Mặc dù loài chim ưng mình vẫn chưa thấy đâu, có thể sẽ mở ra từ phần vai để tạo ra đôi cánh. Nikdo đây là kết hợp từ cây xương rồng với tông màu xanh lá và vàng làm chủ đạo. Firm này mình đánh giá cũng vô cùng đẹp, khi cây xương rồng nhìn khá thon gọn và với những chi tiết gai trên hai phần cổ tay, có thể là phần sẽ tấn công và phòng thủ riêng của anh. Không biết anh có bắn được những chiếc gai này ra để tấn công kẻ thù hay không, và sự kết hợp nào sẽ tạo nên từ combo chim ưng và cây xương rồng đây. Những hình ảnh được leak ra trong đoạn trailer là hình ảnh Hotaro đang đi câu cá. Có lẽ đây là huấn luyện như bao tập trước, những sự kiện gì đó sẽ xảy ra trong một nhà thờ, nơi mà ba chị em bóng tối cũng cư ngụ tại đây. Có lẽ bọn chúng đang bắt đầu tuyên truyền những giáo hội của chúng đến thế giới này, và kế hoạch từ người chị cả có lẽ sẽ sâu xa hơn hai người em của mình nhiều. Và khung cảnh cuối cùng là khung cảnh tên Makram. Hắn ta tất nhiên sẽ là Makram có khả năng bay lượn để đi vuốt cho Firm Needle Hot của Commodore Gacha. Và đó là toàn bộ giới thiết của mình xoay quanh Commodore Gacha trailer tập 7. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.